Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn mẹo mẹo đọc các nốt nhạc trên khóa pha. Thì bây giờ các bạn nhìn lên trên bảng giúp mình ha. Đầu tiên, để mà các bạn đọc được các nốt nhạc khóa pha thì trước hết là các bạn phải nhớ trong cái bài trước, trong những cái clip của mình đã hướng dẫn một cái bài mẹo đọc các nốt nhạc khóa son đó, các bạn phải nắm được đọc nốt nhạc khóa son làm sao trước, rồi các bạn áp dụng qua cái này một cách đọc trên khóa vào phát mà hồi các bạn đọc được liền ha. Mình thấy có nhiều bạn đọc các nốt nhạc khóa son nó thấy khó khăn rồi, khóa pha lại càng rối nữa. Mà nếu mà các bạn đã học cái bài mà mẹo đọc nốt nhạc khóa son rồi mình rồi thì các bạn qua cái bài này rất là dễ ha. Rồi bây giờ mình nhắc lại một chút thôi cho cái bài mẹo đọc nốt nhạc trên khóa son đó. Đây là khóa son các bạn ha, đúng không? Chúng ta có dòng kẻ số 1, 2, 3, 4, 5, khe số 1, 2, 3, 4. Dòng kẻ số 1 thì chúng ta sẽ có nốt mi. Dòng kẻ số 2 thì chúng ta có nốt son. Dòng kẻ số 3 thì chúng ta có nốt si. Dòng kẻ số 4 thì chúng ta có nốt re. Dòng kẻ số 5 thì mình có nốt pha. Tương tự như vậy, khe thì chúng ta khe số 1 là nốt pha. Cái này mình đúng rồi, nó pha ca các bạn. Khe số 1 là nốt pha luôn. Khe số 2 là nốt la. Khe số 3 là nốt. Khe số 3 là nốt đô. Và khe số 4 là nốt mi. Lần trước mình đã hướng dẫn các bạn đọc mẹo rồi đó. Ngón tay 1, 2, 3, 4, 5 dòng kẻ này. Mi, son, si, re, fa. Mi, son, si, re, fa. Còn khe là fa, la, đô, mi. Mình cứ đọc mi, son, si, re, fa, fa, la, đô, mi. Các bạn đọc đi đọc lại thôi, nó nhớ bắt đầu mình những dòng kẻ biết rồi. Dòng kẻ số 3, si. Dòng kẻ số 1, mi. Khe số 4 là mi. Khe số 2 là la, khe số 1 là fa, khe số 3 là đô, vân vân. Đó, mình nhắc lại thôi. Các bạn có thể coi kỹ trong cái clip mình hướng dẫn mẹ đọc các nốt nhạc trên khóa son. Thì mình nói khóa son và khóa pha nó khác nhau ở cái gì? Mình phân biệt nha các bạn. Nó có ba loại khóa là khóa son, khóa pha và khóa đô. Thì thường thì mình chỉ sử dụng khóa son và khóa pha nhiều. Còn khóa đô thì người ta sử dụng cho nhạc cụ kèn hoặc là đàn dây, đàn violon, viola, cello rồi đó. Thì cái đó mình không cần quan trọng đâu, mình học căn bản thì mình nắm cho mình là khóa son và khóa pha. Khóa son là sao các bạn? Khóa son các bạn thấy đây là đầu tiên, đây là khóa son này. Các bạn thấy là tại sao lại gọi là khóa son? Tại vì cái nốt nhạc chúng ta thấy khi người ta vẽ khóa son này, ta có một cái dấu chấm này, dòng kẻ số 2 mà người ta vẽ lên. Các bạn thấy, tức là bắt đầu từ dòng kẻ số 2 là nó là nốt son. Và từ đó người ta sẽ đếm lên hoặc là đếm xuống để suy ra các nốt nhạc khác. Ví dụ son, rồi tới la, rồi tới si, rồi tới đô này các bạn, rồi tới re, rồi tới mi, rồi tới pha, vân vân. Đếm lên đếm xuống thì son xuống pha xuống mi xuống re xuống đô vân vân. Đó, khóa son tức là nốt nhạc người ta quy định bắt đầu từ dòng kẻ số 2 ngay cái dấu chấm này các bạn ha. Thì nó bắt đầu nốt son, từ đó ta tính lên tính xuống. Như vậy, nắm qua như vậy thì chúng ta sẽ suy ra khóa pha cũng vậy thôi. Khóa pha các bạn thấy này, nó khác là sao? Nó viết chấm chữ C ngược và nó có hai dấu chấm ở đây. Các bạn thấy ha. Như vậy, bắt đầu từ cái dòng kẻ số 4 này của khóa pha, chúng ta sẽ có nốt gì các bạn? Nó là nốt pha. Từ đó chúng ta sẽ tính lên hoặc là tính xuống ra các nốt nhạc khác. Mình ví dụ giờ mình tính lên nè, pha rồi tới son, son rồi tới gì mấy bạn, la, la. Chỗ này nó hơi mờ chút các bạn, các bạn cứ cái bạn mình cứ đặt của mình. Rồi la rồi tới gì mấy bạn, si, vân vân. Rồi nếu mình đếm ngược xuống là pha ở đây đúng không, ở đây là pha nè, mình viết qua đây để các bạn thấy, các bạn dễ hình dung. Pha rồi xuống mi, mi rồi xuống re,
Rê rồi xuống nhìn mấy bạn. Đô. Đô rồi xuống. Si. Si rồi xuống nhìn mấy bạn. La. Vâng. Các bạn có thể suy ra ha. Như vậy đây mình đang giải thích cho mấy bạn là khóa tại sao ta gọi là khóa son. Khóa son nhắc lại là bắt đầu từ dòng kẻ số 2 mấy bạn, để khi ta viết khóa son ta sẽ chấm cái chấm ở dòng kẻ số 2 mà ta vẽ lên. Vẽ thành cái khóa son. Bắt đầu từ nốt son từ dòng kẻ số 2. Hai mấy bạn ha, rồi từ đó tính lên tính xuống. Ở khóa pha thì tương tự người ta quy định là dòng kẻ số 4. Bắt đầu ha. Dòng kẻ số 4. Bắt đầu là khóa nốt pha thì ta tính lên hoặc là tính xuống. À, tính lên hoặc tính xuống thì nó sẽ ra các nốt nhạc của dòng của khóa pha. À như vậy thì nếu mà các bạn học, các bạn thuộc khóa son rồi mà các bạn thuộc khóa pha nó rất là vất vả đúng không các bạn? Đúng chưa? Như vậy bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái này rất quan trọng, cái mẹo này. Cái mẹo các bạn đọc một phát là các bạn nhớ được các nốt nhạc của khóa son. Tất cả các nốt nhạc của khóa pha các bạn đều nhớ hết. Ok ha. Rồi bây giờ các bạn để ý giúp mình nha. Mình có một cái mẹo. Bây giờ khi các bạn thuộc các nốt nhạc của khóa son rồi đó, các bạn suy ra các nốt nhạc trên khóa pha thôi. Tức là khi các bạn đọc các nốt nhạc trên khóa pha ha, thay vì các nốt nhạc ở dòng kẻ số 1, khi ở khóa pha các bạn nhìn thì các bạn đọc nó là nốt nhạc của dòng kẻ số 2 của khóa son. Tương tự như vậy, cái nốt nhạc xuất hiện ở khe số 1 thì các bạn lại đọc lên là khe số 2 của khóa son, thì nó tự nhiên nó ra của khóa pha ha. Cái đó là cái mẹo. Bây giờ mình sẽ bôi cái này đi. Và mình sẽ làm thử cho các bạn coi nha. Mình sẽ đọc thử cho các bạn coi để các bạn thấy cái mẹo rất là dễ nhớ. Các bạn chỉ cần thuộc các nốt nhạc trên khóa son thôi. Rồi khi đó chúng ta sẽ suy ra các nốt nhạc trên khóa pha là nó ra rất nhanh mà không phải nhớ nhiều. Chứ các bạn nhớ một lúc mà các bạn nhớ luôn cả khóa pha và khóa son là hôm qua là nó sẽ lộn tùng phèo lên, chả nhớ gì hết. Mình xin lỗi nha, mình sẽ bằng tay luôn nha mấy bạn. Rồi mình xóa đi để mình hướng dẫn các bạn cho nó dễ thôi chứ không có gì hết. Rồi bây giờ mình ví dụ nha. Đây là ở trên khóa pha. Khóa pha ha mấy bạn. Bây giờ mình viết một nốt nhạc bất kỳ. Ví dụ mình viết nốt nhạc này. Rồi dòng kẻ số 1. Mình ghi lại số 1, số 2 nè. Số 3, số 4 và số 5. Khe số 1, số 2, số 3, số 4. Nó là dòng kẻ nha các bạn. Đây là khe. Rồi, bây giờ mình vừa vô như mình nói đó. Bây giờ nếu mà nhìn cái nốt nhạc này nằm ở dòng kẻ số 1 của pha thì các bạn cứ đọc thành dòng kẻ số 2 của khóa son. Ha. Bình thường đây là dòng kẻ số 1 của khóa son, nó là nốt mi đúng không các bạn? Đúng không? Nhưng mà bây giờ mình mẹ ở nó ở khóa pha thì các bạn đọc nhảy lên một dòng kẻ cho mình. Tức là đây nhìn dòng kẻ số 1 nhưng mà chúng ta sẽ đọc ở dòng kẻ số 2 của khóa son ha. Như vậy đây là nốt son chứ không phải nốt mi nha các bạn. Tương tự bây giờ một cái khác, bây giờ mình ví dụ một cái khe số 2 của cái khóa pha đây. Rồi khe chúng ta nhảy lên khe số 2 nhảy thành khe số 3, vậy là khe số 3 là gì mấy bạn? Đô, vậy là lên là nốt đô của khóa pha nha các bạn. Tương tự bây giờ mình thử một nốt nhạc khác, ví dụ đây đi. Đây là dòng kẻ số 4 của khóa pha. Giờ mình nhảy lên một dòng kẻ, đó là thằng dòng kẻ số 5 của khóa pha, tức là cái gì các bạn? Là nốt pha nè các bạn. Các bạn chưa? Giờ mình viết một cái nốt nhạc khác bất kỳ. Ví dụ giờ mình viết nốt này đi. Đây là dòng kẻ số 3 của khóa pha. Bây giờ chúng ta không đọc nó mà chúng ta nhảy lên dòng kẻ, tức là dòng kẻ số 4 của khóa son. Dòng kẻ số 4 của khóa son là gì vậy? Là nốt rê. Đây là nốt rê. Các bạn hiểu không? Tức là nguyên tắc để chúng ta cái mẹo của cái việc đọc khóa pha dựa vào khóa son là các bạn đọc nốt nhạc dòng thì nhảy lên dòng, mà khe thì nhảy lên khe, tức là nhảy lên một ha. Ví đó mình nói đó, nốt mi dòng kẻ số 1 của khóa pha nhưng mà nó là nó son, chúng ta nhảy lên dòng kẻ số 2 của khóa son này, nó son. Tương tự đây là dòng kẻ khe số 2 thì nhảy lên khe số 3 là nốt đô ha các bạn ha. Rồi dòng kẻ số
4 thì thằng nhảy lên một dòng kẻ là dòng kẻ số 5, tức là nốt phà. Rồi tương tự đây là dòng kẻ số 3 thì chúng ta nhảy lên một dòng kẻ nữa là nốt rê. Đây nữa các bạn. À. Đó. Tức là yêu cầu cái mẹo này thì các bạn phải thuộc vị trí các nốt nhạc trong khóa son. Sau đó các bạn áp dụng vô là khi nhìn vào khóa pha thì dòng kẻ chúng ta sẽ nhảy lên một dòng kẻ mà khe chúng ta sẽ nhảy lên một khe. Nó thật ra nó nhảy lên một quãng ba đó mấy bạn, từ trung vô nhảy lên một quãng ba đó ha. Thì đó, đó là cái mẹo ha. Rồi, nếu bạn nào không hiểu thì các bạn chưa hiểu rõ thì các bạn có thể comment ở bên dưới để mình hướng dẫn thêm nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần cụ thể là mình sẽ có một cái bài nhạc mình chiếu vô, quay vô cho mấy bạn xem để mấy bạn đọc với mình để từ từ nó quen, rồi sau đó các bạn có thể tìm những cái bài nhạc khác, những bài nhạc piano mà có khóa pha đó bạn. Mấy bạn đọc đi đọc lại nó sẽ nhớ, cứ cứ thuộc cái mẹo là dòng kẻ thì nhảy lên dòng kẻ, khe thì nhảy lên khe thì nó sẽ ra các nốt nhạc trong khóa pha, với điều kiện các bạn phải thuộc các nốt nhạc trong khóa son nha, nhớ nha. Rồi, ok, cảm ơn các bạn. Sau đây thì mình sẽ cùng các bạn thực hành đọc cái nốt nhạc của khóa pha của cái bài Đêm ăn làng Serenade ở trong sách của nhạc sĩ Lê Vũ ha các bạn ha. Rồi bây giờ các bạn mình sẽ chiếu gần lại từng dòng để mình xem nha. Chúng ta có áp dụng cái nguyên tắc dòng kẻ thì nhảy lên dòng kẻ, khe thì nhảy lên khe. Rồi chúng ta sẽ đọc cái dòng đầu tiên nè các bạn. Đây là khe số 2. Chúng ta nhảy thành khe số 3 tức là nốt đô. Đây là khe số 3, nhảy thành khe số 4 là nốt mi. Và tương tự đây là khe số 5, chúng ta nhảy lên trên luôn thành nốt son. Và chúng ta có đồ mi son. Hợp âm đô trưởng các bạn này, hợp âm đô trưởng nha. Đồ mi son tương tự. Cái này cũng đồ mi son. Đồ mi son. Rồi cái này nó thay đổi này. Dòng kẻ số 1 thì nhảy lên dòng kẻ số 2 là nốt son. Dòng kẻ số 2 nhảy lên dòng kẻ số 3 là nốt si. Dòng kẻ số 4 mà nhảy lên dòng kẻ số 5 là nó pha. Thì chúng ta có sòn si pha, hợp âm sòn 7 các bạn. Sòn si pha. Rồi tiếp tiếp nha các bạn. Đây. Tương tự trên đây ha. Đồ mi son. Cái này khác này. Đồ này là nhảy lên dòng kẻ số 4 là re mi. Đồ re mi. Này là khe dòng kẻ số 4 thì nhảy lên dòng kẻ số 5 làm pha. Cái này là la. Cái này là đô. Đó, pha trưởng và la đô. Và la đô. Cái này tương tự à, ở bên đô trưởng nữa các bạn. Đô mi son. Cái này là đô re mi ha. Tiếp theo cái này là pha la đô. Pha la đô. Cái này là đô mi son. Cái này là đô si la sòn si pha ha, sòn si pha. Các bạn cứ áp dụng cái nguyên tắc là dòng kẻ lên dòng kẻ mà khe lên khe, này tương tự nè, này cũng giống dòng ô đầu tiên nè các bạn ha. Khe số 2 thì lên khe số 3 là đô nè, mi son ha. Đô mi son này cũng là đô mi son. Này là dòng kẻ số 1 đến dòng kẻ số 2 là son. Tương tự si pha. Son si pha này là đồ mi son đồ. Đó ha. Các bạn cứ áp dụng cái nguyên tắc mình nói đó, dòng kẻ thì nhảy lên một dòng kẻ mà khe thì nhảy lên một khe là xong. Ha, cái nào các bạn chưa hiểu rõ các bạn cứ coi kỹ lại và các bạn cứ tính đúng nguyên tắc của mình là các bạn làm, các bạn đọc sẽ được thôi. Còn cái nào các bạn chưa hiểu thì các bạn có thể hỏi lại mình ha, comment lên và mình sẽ giải thích thêm cho các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Các bạn có thể kiếm thêm những cái bài nhạc piano để các bạn đọc thêm các nốt nhạc trong khóa pha nha. Cảm ơn các bạn. Xin chào.